Hầu hết trường hợp nhìn thấy UFO và bị bắt cóc bởi người ngoài hành tinh chỉ là trò lừa đảo hoặc là hiểu nhầm mà thôi. Tuy nhiên rất nhiều hiện vật cổ đại có nguồn gốc bí ẩn chưa lời giải thích, có thể do người ngoài hành tinh tạo ra. Liệu là các bạn có tò mò về chúng hay không? Hãy cùng Taka điểm qua các đồ vật được cho là của người ngoài hành tinh để lại trên trái đất qua video ngày hôm nay. Những đồ vật bí ẩn có thể là sản phẩm của người ngoài hành tinh. Vải liệm Chúa Giêsu. Tấm vải liệm thành Turin in hình ảnh một người đàn ông có vết máu chảy ra từ các vết thương ở chân, ngực và sườn. Nó đã được công tước Savoy trao cho Tổng giám mục Turin vào năm 1578 và được cất giữ cẩn thận trong nhà thờ từ đó đến nay. Công chúng chỉ được phép ngắm nhìn nó trong những dịp đặc biệt. Đây là tấm vải lanh in hình gương mặt của một người đàn ông có nhiều vết thương trông giống bức vẽ Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thánh giá. Tấm vải này hiện được lưu giữ trong nhà thờ St. John ở Turin, Italy và từng là tâm điểm của những cuộc tranh cãi nảy lửa sau khi các nhà khoa học xác định niên đại bằng carbon cho thấy nó có thể xuất phát từ thời Trung Cổ. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng đây là một tấm vải liệm đặc biệt với rất nhiều bí ẩn. Vì thế rất có thể nó là của người ngoài hành tinh. Máy tính cổ Antiki Terra Mechanism. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng một tạo tác của công nghệ thời Hy Lạp cổ được gọi là Antiki Terra Mechanism, các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng thiết bị này không chỉ dự đoán được nhật thực mà còn sắp xếp lịch theo chu kỳ 4 năm của Olympiad, tiền thân của Đại hội Thể thao Olympic ngày nay. Vật dụng này được cho là máy tính lâu đời nhất của thế giới. Tuy nhiên, người ta vẫn không thể lý giải nổi, người cổ đại không thể sáng chế ra được loại máy này ở thời điểm đó. Bệ xí cổ nhất thế giới. Sau khi phát hiện ra bệ xí cổ nhất thế giới, người ta phát hiện ra rằng bệ xí cổ nhất này được làm bằng một loại đồng rất đặc biệt. Người ta không thể tìm ra nguồn gốc ra đời của loại đồng này và cho đến thời điểm hiện tại, đây vẫn được coi là loại đồng độc nhất vô nhị. Vật dụng kỳ lạ. Cách đây 30 năm, các nhà khảo cổ tại Đức đã phát hiện ra một vật dụng với hình thù kỳ dị cũng được làm từ đồng. Người ta đã không thể đoán ra được công dụng của đồ vật này cũng như nó không hề có giá trị về mặt điêu khắc. Đĩa cổ 2.000 năm. Đây là một chiếc đĩa tròn được làm từ đất sét có niên đại cách đây hơn 2.000 năm. Tuy nhiên, những họa tiết trên chiếc đĩa này cho đến nay nhiều nhà khoa học vẫn không thể giải mã. Được biết, trên mặt đĩa có gần 300 họa tiết khác nhau với những hình thù không thể hiểu nổi. 12. Thiết bị điện tử của người cổ đại. Baghdad Battery được cho là một thiết bị điện tử của người cổ đại. Tuy nhiên, công dụng và chức năng của thiết bị này vẫn là một ẩn số lớn đối với các nhà khoa học tại Iraq. Được biết, phía ngoài Baghdad Battery giống như một chiếc lọ, ở phía trong lại có một thanh sắt và khá nhiều đồng cuốn xung quanh. Phía bên ngoài thiết bị này có dài một lớp nhựa đường. 11. Bản thảo Voynich. Bản thảo Voynich là tên của một trong những cuốn sách bí ẩn nhất hành tinh, được viết bằng ngôn ngữ mà không ai có thể đọc và tìm thấy ở bất kỳ nơi nào. Nhiều nghiên cứu cho thấy những ký tự trong sách thực sự thuộc về một ngôn ngữ chứ không phải là những ký tự tùy tiện. Một số chuyên gia cho rằng cuốn sách được viết dưới dạng mật mã để che giấu nội dung thật. Tuy nhiên mới đây, nhà nghiên cứu lịch sử và nhà viết kịch bản truyền hình Nicholas Gibbs cho biết đã giải mã được nó. Theo đó, bản thảo là một tài liệu chỉ dẫn về chăm sóc sức khỏe phụ nữ với nhiều nội dung được sao chép lại từ các hướng dẫn khác ở cùng thời đại. 10. Khối đá hình tròn. Vào những năm 30 của thế kỷ thứ 20, một số nhà khoa học của Mỹ đã tìm ra rất nhiều những khối đá hình tròn tại Isla de Cano và Dequis Delta của Costa Rica. Đến nay, người ta vẫn không thể hiểu nổi những khối đá với các kích thước khác nhau này dùng để làm gì. 9. Răng bánh xe UFO ở Nga. Người đàn ông Nga đã tìm thấy một bộ phận máy móc kỳ lạ ở Vladivostok Primorsky Krai. Vật thể này giống như một mảnh răng bánh xe, anh ta đã nhúng nó vào màu than và dùng để thắp lửa. Thử nghiệm cho thấy vật thể có răng gần như nhôm nguyên chất và da con người chế tạo. Thật kỳ lạ, vật thể này cũng giống như các bộ phận được sử dụng trong kính hiển vi và thiết bị kỹ thuật tinh vi khác, nhưng nó đã triệu năm tuổi. Vì thế, những người theo thuyết âm mưu nghi ngờ nó là bộ phận của tàu vũ trụ ngoài hành tinh. Các nhà khoa học nghiên cứu nó chưa đưa ra kết luận về cổ vật bí ẩn này.
1978, tượng đầu khổng lồ ở Guatemala. Trong thập niên 1930, các nhà thám hiểm đã tìm thấy một bức tượng sa thạch khổng lồ giữa rừng Guatemala. Khuôn mặt được khắc trên đá không giống với các đặc điểm khuôn mặt của người Maya hoặc người bản xứ khác cư trú ở đó. Đặc điểm của bức tượng làm các nhà nghiên cứu nghi ngờ nó thuộc về một nền văn minh cổ đại ngoài hành tinh tiến bộ hơn người, tiền Tây Ban Nha ở châu Mỹ. Một số người còn suy đoán cái đầu có thể chỉ là một phần của bức tượng lớn. Thậm chí nó còn bị nghi ngờ là tác phẩm mới tạo dựng gần đây. Nhưng chúng ta sẽ không bao giờ tìm ra nguồn gốc của nó vì nó đã bị quân đội làm hư hỏng nhiều. Tảng đá William Animalit. Năm 1998, người leo núi tên John Williams đã nhận thấy vật bằng kim loại kỳ lạ nhô lên trong bụi bẩn. Anh ta đào được lên hòn đá kỳ lạ. Sau khi làm sạch, William mới thấy thiết bị điện kỳ lạ gắn vào nó. Thiết bị điện rõ ràng là do con người tạo ra, trông giống phích cắm điện. Anh William vốn là kỹ sư điện, cho biết bộ phận điện được gắn trong đá và anh không muốn phá vỡ nó, nhưng sẵn sàng bán nó với giá 500.000 USD. Phân tích địa chất đã xác định hòn đá này khoảng 100.000 năm tuổi. Thiết bị bên trong có thể do con người chế tạo, nhưng chủ sở hữu hòn đá đặt ra những điều kiện khiến cho giới khoa học chưa thể nghiên cứu kỹ về nó. Máy bay cổ xưa. Người Inca và người tiền Columbus đã để lại một số đồ vật tạo tác vô cùng khó hiểu. Kỳ lạ nhất có lẽ là máy bay cổ đại, đó là tượng vàng trông gần giống với máy bay phản lực hiện đại. Ban đầu nó bị nghi là giống với chim, nhưng lại thấy các đặc điểm trông rất giống máy bay chiến đấu với đủ các bộ phận. Người ta nghi ngờ rằng máy bay có từ thời cổ đại. Cũng có thể người Inca đã có mối quan hệ với người ngoài hành tinh sở hữu công nghệ tiên tiến. Tượng người thần làn Ubed. Địa điểm khảo cổ ở Ubed ở Iraq là mỏ vàng cho các nhà khảo cổ và sử gia vì chứa nhiều cổ vật từ thời tiền sử Sumer, được gọi là thời kỳ Ubad 5.900 đến 4.000 năm trước công nguyên. Trong đó có một bức tượng Ubad hình người kỳ lạ giống thần làn ở tư thế độc đáo. Nó giống như người thần làn với câu chuyện về giả thuyết người ngoài hành tinh bò sát từng đi lang thang trên trái đất. Giới khoa học hiện vẫn chưa thể làm rõ bí ẩn này. Thiên thạch ở Sri Lanka. Các nhà nghiên cứu đã phân tích mảnh thiên thạch rơi xuống Sri Lanka thấy rằng nó không phải mảnh đá vũ trụ. Nó như là món cổ vật do người ngoài hành tinh cổ đại chế tác. Hai cuộc nghiên cứu riêng biệt đã phát hiện ra rằng thiên thạch chứa hóa thạch và tảo rõ ràng có nguồn gốc ngoài trái đất. Hóa thạch là bằng chứng thuyết phục về panspermia, giả thuyết về sự sống tồn tại khắp vũ trụ và lan truyền bởi thiên thạch. Hơn nữa, thiên thạch chứa dấu vết sự sống là nước ngọt thường được thấy trên trái đất. Tấm thảm kỳ lạ. Tấm thảm được biết đến với tên Sommersteum ra đời ở Bruges, tỉnh West Flanders ở vùng Flemish của Bỉ vào năm 1538. Hiện tại, nó nằm trong bảo tàng quốc gia Bay Eriksgrat. Bức tranh trên tấm thảm trở nên nổi tiếng bởi hình vật thể giống như UFO đang bay trên bầu trời. Hình ảnh đó làm nảy sinh nhiều suy đoán và nghi ngờ tại sao người Bỉ thế kỷ 16 đã nhận ra đĩa bay. Có phải UFO liên quan đến thần thánh? Món đồ tạo tác Maya. Năm 2012, chính phủ Mexico nới lỏng kiểm soát các cổ vật Maya lấy từ một kim tự tháp chưa được khám phá. Nằm dưới kim tự tháp ở Calakmul là một trong những thành phố cổ Maya hùng mạnh nhất. Trong số các cổ vật, có một hòn đá khắc hình thù kỳ lạ gợi liên tưởng đến UFO và người ngoài hành tinh. Cho đến nay, vẫn chưa ai biết hòn đá kỳ lạ đó là cái gì và vì sao nó có hình thù như vậy. Quả cầu bí ẩn của nhà họ Beth. Khi gia đình Beth xem xét thiệt hại do đám cháy tàn phá tới 88 mẫu đất rừng, họ đã phát hiện ra một quả cầu kỳ lạ màu bạc, đường kính khoảng 20cm, có một hình tam giác dài và ký hiệu kỳ lạ. Ban đầu họ nghĩ rằng nó là thiết bị của NASA hoặc vệ tinh gián điệp của Liên Xô. Cuối cùng họ kết luận rằng nó có lẽ chỉ là món quà lưu niệm. Hai tuần sau, con trai của gia đình gảy đàn guitar trong phòng để quả cầu. Đột nhiên, quả cầu phản ứng với giai điệu nhạc. Nó phát ra một âm thanh rộn ràng kỳ lạ và tiếng vang làm con cháu hoảng sợ. Gia đình Beth phát hiện ra quả cầu có những đặc tính kỳ lạ như nó có thể dừng lại và thay đổi hướng khi bị đẩy đi, rồi lại trở về với người đẩy nó như con cháu trung thành. Dường như nó thu hút năng lượng từ mặt trời trở nên linh hoạt vào lúc trời sáng. Nó còn chuyển động trái với luật trọng lực.
giới truyền thông điên loạn vì nó. Các tờ báo như Thời báo New York và Nhật báo London đã gửi các phóng viên đến chứng kiến quả cầu kỳ lạ. Ngay cả các nhà khoa học và đại diện của quân đội cũng kinh ngạc vì nó. Gia đình Beth cho phép họ lấy quả cầu đi nghiên cứu. Tuy nhiên, cho đến nay, vẫn không ai giải thích được quả cầu bí ẩn đó là cái gì và không ai biết nguồn gốc của nó. Và video ở đây là hết rồi. Đừng quên like và share nếu bạn thích. Và subscribe ta càng ngày tự đón xem những clip mới nhất của mình. Chân anh cầu anh em.